Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020 với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Trùng Khánh. Không khí đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại các địa phương đơn vị. Các trường học gấp rút ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trùng Khánh về tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện. Cùng đi có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, Đảng bộ huyện Trùng Khánh có 53 chi đảng bộ cơ sở với 6.095 đảng viên. Về tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, huyện ủy đã lựa chọn 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm. Đến nay có 37 trên 53 chi đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, chiếm 69,8%. Dự kiến đến ngày 26 tháng 6, 100% các chi đảng bộ sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy kiện toàn lại các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội, tiểu ban văn kiện thành lập 5 tổ biên soạn về các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng. Dự thảo báo cáo chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến góp ý. Hoàn thành việc xây dựng đề án nhân sự cấp huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đủ số lượng cơ cấu theo quy định, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến kết luận. Công tác tuyên truyền, khánh tiết, an ninh trật tự, công tác phục vụ đại hội được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Sau 3 tháng thực hiện sáp nhập, nhìn chung tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Huyện đã kịp thời kiện toàn bộ máy, điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Đến nay, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp trên một đơn vị diện tích đạt 45,2 triệu đồng trên một hecta. Tính đến ngày 31 tháng 5, thu ngân sách trên địa bàn đạt 20,7 tỷ đồng, bằng 18,24% so với dự toán tỉnh giao, bằng 18,86% nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 37,5 triệu USD, bằng 60,65% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản bằng 10,58% kế hoạch. Toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục phấn đấu 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lượng khách du lịch đến tham quan mới đạt 172.143 lượt người, giảm 1.989 lượt so với cùng kỳ năm 2019. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thực hiện chính sách an sinh xã hội được tiếp tục duy trì và đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững. Huyện đã triển khai kịp thời công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh phục hồi hoạt động kinh tế. Tại buổi làm việc, huyện Trùng Khánh kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy cho cơ chế để huyện được xét tuyển đặc cách từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện đối với những chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng. Tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc bố trí, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ từ cấp trưởng, cán bộ công chức xuống giữ các chức danh cấp phó, bán chuyên trách trong giai đoạn 2020-2024. Hỗ trợ, giới thiệu các tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư chiến lược để giúp huyện hình thành liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô hàng hóa lớn. Có kế hoạch thực hiện dự án thành phần về phát triển vùng sản xuất hạt dẻ Trùng Khánh. Bổ sung kinh phí xây dựng tuyến đường giao thông huyện thị trấn, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của một số cơ quan, các xã sau sáp nhập. Các kiến nghị đề xuất của huyện Trùng Khánh được Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành làm rõ và định hướng giải quyết trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, huyện Trùng Khánh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính đúng dịp chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, có nhiều nhiệm vụ phải tập trung thực hiện.
cùng với đó là ảnh hưởng tác động bởi thiên tai, bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã nỗ lực chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, kịp thời kiện toàn bộ máy, chỉ đạo các cơ quan đơn vị ổn định tình hình, nhanh chóng đi vào hoạt động. Tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ tiến hành tổ chức đại hội, đảm bảo theo tiến độ đề ra. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Để phát huy tốt tiềm năng lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn nhấn mạnh. Thứ nhất về vấn đề đại hội. Đại hội thì các ông chí chuẩn bị đây tốt rồi, thường vụ vừa rồi cho ý kiến rồi. Tôi đề nghị là phải lãnh đạo chỉ đạo, ban thường vụ, ban chấp hành phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo cái đại hội. Các cái cơ sở còn lại, các cái chi đảng bộ trực thuộc huyện còn lại phải đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng cái tinh thần chỉ thị 35 và kế hoạch của tỉnh ủy. Thứ hai nữa là chuẩn bị thật tốt cho cái đại hội cái đảng bộ huyện. Đúng theo cái kế hoạch như thế này. Về vấn đề là sát nhập thì tôi đề nghị với các đồng chí thế này, tiếp tục là phải tuyên truyền cho cán bộ, cho đảng viên, tuyên truyền sâu để hiểu, như tôi phân tích ấy, để yên tâm. Chiến lược cho phát triển kinh tế là theo cái hướng là du lịch dịch vụ hay là kinh tế biên mậu hay là nông nghiệp, cái nào đặt lên trước, cái nào đặt lên sau, rất cụ thể thảo luận, rất khó sát nhập vào ấy, là năm 1, năm 2 nó phải khác biệt, báo cáo cái lợi thế như thế thì nó phải khác biệt. Thì tôi đề nghị như thế, đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là phải chăm lo cán bộ. Cán bộ là quyết định, phải chăm lo tốt cho cán bộ. Sát nhập vào, như lúc nãy tôi nói là phải hiệu lực hiệu quả. Cái đích là hiệu lực hiệu quả. Cái đích nữa là cái đời sống của người dân. Thường trực huyện ủy cùng với ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí ngồi, các đồng chí họp. Chín cái nội dung như thế này, các đồng chí phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí thường vụ, chịu trách nhiệm chín cái nội dung này. Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị huyện Trung Khánh tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn trước mắt sau khi sáp nhập để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mục tiêu năm 2020. Đồng thời phải tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về mục tiêu hướng đến của việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và lợi ích chiến lược lâu dài cho phát triển kinh tế của địa phương. Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, các sở ngành cần xem xét phối hợp giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ngày 22 tháng 6, huyện ủy Hà Quảng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần thẳng thắn cởi mở, tại hội nghị đã có 12 ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Cùng với việc đánh giá cao kết quả mà huyện nhà đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, các ý kiến đề nghị báo cáo chính trị cần ngắn gọn, số liệu đầy đủ cụ thể và có sức thuyết phục. Phải có sự minh họa kết quả thực hiện nghị quyết của hai huyện, Thông Nông Cũ và huyện Hà Quảng, bổ sung những yếu tố tác động do sáp nhập huyện, đặc biệt nhấn mạnh về tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Xác định mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập cho nhân dân. Mục tiêu đến năm 2025, huyện Hà Quảng cơ bản thoát khỏi huyện nghèo. Các giải pháp đưa ra chưa thật sâu, mạnh mẽ trong phát triển kinh tế mũi nhọn của huyện để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Phải phân tích, định hướng tiếp tục phát triển nông nghiệp, trong đó cần tập trung vào phát triển cây trồng vật nuôi mũi nhọn, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị có sức cạnh tranh trên thị trường. Các ý kiến đóng góp giúp cho tiểu ban văn kiện huyện điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện báo cáo chính trị, đảm bảo sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương trong thời gian tới để trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20. Trong 1,5 ngày từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6, Đảng bộ xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự đại hội có 80 đại biểu ưu tú đại diện cho 141 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.
22 trên 22 chỉ tiêu, mục tiêu đưa ra cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Giữ vững nhịp độ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15% một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng một người một năm, đạt 169%. Triển khai các mô hình sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước chuyển biến, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 7% một năm, công tác quốc phòng và an ninh được giữ vững. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 46 đảng viên đạt 115%. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đưa ra 4 chương trình trọng tâm gồm chương trình phát triển nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu 8 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện. Ngày 22 tháng 6, chi bộ khối nông lâm nghiệp trực thuộc Đảng bộ huyện Quảng Hòa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các cây có giá trị thấp sang cây trồng nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao gắn với chuỗi giá trị. Qua đó, hệ số sử dụng đất tăng lên 1,5 lần, giá trị sản xuất trồng trọt đạt trên 50,6 triệu đồng trên 1 hecta. Công tác chăn nuôi thú y thực hiện tốt các biện pháp thúc đẩy tổng đàn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 56,5%. Công tác xây dựng đảng luôn được quan tâm chú trọng. Phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ được 19 đồng chí. Nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ phấn đấu nâng giá trị trồng trọt đạt trên 55 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 80% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đại hội đã bầu ban chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí, bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện. Tiếp sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 22 tháng 6, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức bồi dưỡng tin học cho cán bộ, công chức, lãnh đạo, quản lý của các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, theo đề án số 02 của tỉnh ủy. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu, học tập các chuyên đề cơ bản liên quan đến phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 như tổng quan và các giai đoạn phát triển của cách mạng công nghiệp, triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ đô thị thông minh, định hướng xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số trong giai đoạn mới. Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, một số nội dung về thuê dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, mục tiêu lợi ích và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử, bao gồm phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp, an toàn thông tin, thiết lập máy tính an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây, các kỹ năng nhận biết và phòng chống thư rác, thư giả mạo, tin rác, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn. Mục tiêu của đợt tập huấn nhằm tập trung xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, tập trung thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, đảm bảo an toàn đồng bộ và hiệu quả. Chiều ngày 21 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Giai đoạn 2015-2020, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều gương điển hình tiên tiến được nhân rộng. Trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, Sở Giao thông Vận tải tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các chương trình đề án về phát triển giao thông nông thôn, giúp đỡ hai xã Vĩnh Quang, Hưng Đạo, thành phố hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn. Đến nay đã về đích nông thôn mới, hưởng ứng phong trào Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cán bộ công chức toàn ngành ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền trên 280 triệu đồng. Các phong trào thi đua chuyên đề khác được toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia. Qua các phong trào, đã có nhiều tập thể cá nhân được các cấp tuyên dương khen thưởng. Trong 5 năm qua, có 1 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 9 tập thể, 31 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Nhiều tập thể cá nhân đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở. Giai đoạn 2020-2025, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc giữ vững ổn định chính trị,
phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết. Tham mưu và thực hiện tốt công tác quản lý lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội. Xây dựng cơ quan Sở Giao thông Vận tải là cơ quan ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để thích ứng với cơ chế mới, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Nhân dịp này, Sở Giao thông Vận tải đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020. Sau 5 năm triển khai và tổ chức thực hiện chuyên đề, giáo dục mầm non đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt đã thu hút được sự tham gia, chung tay góp sức của phụ huynh học sinh và cộng đồng trong quá trình thực hiện chuyên đề. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học mỗi năm đều được đầu tư mua sắm, tu sửa, đảm bảo an toàn phù hợp. Nhiều lớp học, phòng chức năng được xây mới với tổng kinh phí thực hiện chuyên đề là trên 365 tỷ 468 triệu đồng. Trong đó đầu tư xây dựng, cải tạo trường lớp sân vườn là 150 tỷ 573 triệu đồng. Mua sắm thiết bị đồ dùng đồ chơi là 221 tỷ 136 triệu đồng. Ngoài ra kinh phí còn dành cho tổ chức hội thảo, tập huấn và bồi dưỡng trên 953 triệu đồng. Qua đó đáp ứng nhu cầu vui chơi học tập và nhu cầu khám phá của trẻ theo đúng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, làm thay đổi rõ rệt về diện mạo của các cơ sở giáo dục mầm non. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên mầm non có sự thay đổi trong nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó có những hoạt động cụ thể thiết thực và rất nỗ lực trong việc xây dựng môi trường, lựa chọn nội dung, sưu tầm các nguyên vật liệu từ thiên nhiên và tự làm thêm nhiều đồ dùng đồ chơi để tổ chức các hoạt động cho trẻ. Giáo viên chủ động trong việc lập kế hoạch, lựa chọn chủ đề, đề tài, xác định hình thức giáo dục phù hợp với đặc điểm của trẻ, tình hình thực tế của trường lớp, tổ chức linh hoạt sáng tạo, các hoạt động học, hoạt động vui chơi cho trẻ. Về tổ chức cuộc thi, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non, cấp trường có 158 trên 192 trường tổ chức thi. Cấp huyện có 13 trên 13 huyện, thành phố tổ chức cuộc thi với 66 trường tham gia. Cấp tỉnh có 35 trường tham gia. Cuộc thi đã mang lại diện mạo mới cho các nhà trường, từ đó giúp trẻ hứng thú, thích đi học và tích cực tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn, tự tin, thực hiện các kỹ năng vận động chính xác, được rèn luyện và phát triển các tố chất cần thiết, phù hợp lứa tuổi, được tìm tòi khám phá môi trường xung quanh. Từ đó phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và các kỹ năng xã hội. Nhân dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 15 tập thể và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020. Sáng ngày 22 tháng 6, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác hội lớp thứ 3 cho 56 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường thị trấn. Trong thời gian từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, các học viên được truyền đạt các chuyên đề về hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2020 của hội và hướng dẫn soạn thảo một số văn bản của hội, hướng dẫn tổ chức các ngày truyền thống của phụ nữ và ngày gia đình Việt Nam, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tình hình mới, vị trí chức năng của Hội Phụ nữ cấp cơ sở, công tác tập hợp, thu hút hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, quy trình xây dựng mô hình tổ liên kết hợp tác xã, các hình thức tiết kiệm, vay vốn, xóa đói giảm nghèo, công tác đối ngoại, quản lý hội phí, quỹ hội, thi đua khen thưởng, công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn cho phụ nữ trẻ em, kỹ năng trình bày, kỹ năng giám sát phản biện xã hội, lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác hội, công tác xã hội cho cán bộ hội phụ nữ các cấp, nhất là đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch hội ở cơ sở, góp phần triển khai có hiệu quả chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 12, nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh lần thứ 15. Ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật quý 2 năm 2020 cho trên 70 đại biểu là lãnh đạo các phòng ban liên quan, công an, công chức tư pháp, hộ tịch,
kế toán, tài chính, cán bộ thống kê 13 xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên cấp huyện triển khai 5 chuyên đề văn bản, phổ biến quán triệt nội dung luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức, luật đầu tư công, luật thi hành án hình sự, Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Sau hội nghị, các báo cáo viên Hội đồng xã thị trấn tiếp tục triển khai phổ biến đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của đơn vị địa phương mình. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau 5 lần tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, năm nay kỳ thi sẽ đổi tên thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Với mục đích xét tốt nghiệp là chủ yếu, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 8 năm 2020, tức là chỉ còn hơn một tháng nữa cho các em học sinh lớp 12 dồn sức cho chặng đua nước rút. Chính vì vậy, cùng với việc ổn định tâm lý cho học sinh, nắm chắc thông tin về kỳ thi, các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập để có thể đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Năm nay, trường Trung học Phổ thông chuyên tỉnh Cao Bằng có 195 học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Đến thời điểm này, nhà trường đã hoàn thành nội dung chương trình học và tập trung cho công tác ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Để đánh giá đúng năng lực học sinh, giúp các em ôn tập hiệu quả, nhà trường lên kế hoạch tổ chức cho học sinh làm 3 đề thi thử theo dạng đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và do giáo viên bộ môn xây dựng theo cấu trúc đề thi minh họa thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020. Trong cái thời gian mà tiếp theo thì chúng tôi cũng bố trí cái dạy học chương trình sao cho và đáp ứng đủ lượng kiến thức để đáp ứng được cái kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Và đến nay thì chúng tôi cũng đã tiến hành cho học sinh tiến hành ôn tập và cũng sau đó chúng tôi cũng cho tiến hành thực hiện cho học sinh là thi thử 3 lần, trong đó có một lần của đề của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thì chúng tôi cũng triển khai đến học sinh về cái việc là năm nay là tuyển như thế nào dựa trên cái kết quả học tập cũng như là cái phần nội dung thi tốt nghiệp. Và chúng tôi cũng lưu ý đến học sinh về cái nội dung kiến thức đảm bảo là thi đáp ứng cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã hướng dẫn về cái nội dung theo cái nội dung đã giảm tải và đáp ứng được cái cũng như là cái đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giảm tải chương trình, giáo viên cũng phải điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho phù hợp. Theo chia sẻ của các giáo viên, việc ôn tập được thực hiện theo từng chủ đề, bám sát các đề tham khảo. Đối với từng môn học, các thầy cô giáo đều có phương pháp ôn tập riêng, phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo các em nắm vững những kiến thức cơ bản và biết vận dụng linh hoạt trong những dạng bài khác nhau của đề thi. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo cũng luôn động viên sát cánh cùng các em trong giai đoạn quan trọng này. Năm nay do cái dịch COVID diễn ra cho nên là học sinh và giáo viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc ôn thi. Sau khi trở lại trường gần đây nhất thì chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra lại cái kiến thức trong quá trình dạy học online và tiến hành dạy các em những cái chương trình mới tiếp tục theo cái chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và sau khi mà Bộ đã đưa ra cái bộ đề minh họa lần 2 thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái nội dung chính, những cái theo cái ma trận của Bộ đã đưa ra và trên cơ sở đó xây dựng cái kế hoạch dạy học trong 5 tuần cho học sinh ôn thi tốt nghiệp và buổi chiều thì ôn củng cố cho các em về rèn luyện các bộ đề. Thì hy vọng là trong cái 3 cái đợt trường cũng sẽ tổ chức 3 cái đợt thi thử cho học sinh, thì với những cái kết quả của cô và trò trong thời gian vừa qua khi mà củng cố ôn tập lại ấy, thì rất là hy vọng là các bạn học sinh sẽ là có kiến thức đủ vững vàng để mà bước vào kỳ thi tốt nghiệp này. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác dạy và học của giáo viên và học sinh cuối cấp bị gián đoạn trong thời gian dài, gây nhiều xáo trộn. Cùng với đó, kỳ thi Trung học Phổ thông cũng có nhiều thay đổi về cả thời gian và phương thức thi, khiến học sinh ban đầu có phần hoang mang lo lắng. Kết quả của kỳ thi cũng có thể được các trường đại học cao đẳng sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Theo đó, thí sinh sẽ phải thi 3 môn bắt buộc
là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, lý, hóa, sinh hoặc khoa học xã hội, sử địa, giáo dục công dân. Ngay sau khi chốt phương án thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố đề thi minh họa giúp học sinh có hướng ôn tập hiệu quả. Dù thời gian không còn nhiều, nhưng các em học sinh lớp 12 vẫn đang tích cực, gấp rút ôn luyện. Ban đầu khi nghe quyết định thì bản thân em khá là lo lắng bởi vì sau một đợt dịch thì kiến thức bị trì hoãn khá là nhiều, cho nên là việc lấy lại kiến thức khá là khó. Vì thế mà sau khi đi học trở lại thì em đã cố gắng nghe trên lớp và kết hợp đọc thêm các tài liệu để lấy lại kiến thức, cũng như là trau dồi lại kiến thức, những cái kiến thức phần đã hỏng để có thể lấy được một lượng kiến thức đầy đủ để tự tin tham gia được kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Ở trên lớp thì các thầy cô đã cùng tổ chức cho ôn luyện và đồng thời là các thầy cô đã cùng với củng cố lại các kiến thức một cách toàn diện và dễ hiểu nhất. Bọn em đã được làm theo những cái bộ đề chuẩn theo form của Bộ Giáo dục và chuẩn theo cái chương trình tinh giản mới. Đồng thời thì ở nhà thì bọn em cũng kết hợp với việc đó là học nhóm với các bạn và cùng với học trực tuyến online xem các chương trình ở VTV7 để tiếp tục ôn lại kiến thức và tiếp thu những cái kiến thức nâng cao hơn để cho một kỳ thi thành công và được kết quả tốt nhất. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có trên 4.800 thí sinh tham dự. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi với một số thay đổi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục điều chỉnh, tinh giảm nội dung dạy học trong học kỳ 2 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị trường học chủ động trong việc điều chỉnh khung thời gian năm học, tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên tham gia ôn tập cho kỳ thi. Để chuẩn bị cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 thì sở cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Thì ngay từ đầu năm học 2019-2020 thì sở cũng đã tiến hành tổng kết cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 để thấy được những cái được, những cái còn chưa được để cho các cái nhà trường sẽ rút kinh nghiệm. Thứ hai là chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở dục điều chỉnh tinh giản cái nội dung chương trình học kỳ 2 đối với các em khối lớp 12 theo cái chỉ đạo của Bộ. Thứ ba là tăng cường các hình thức tập dượt cho các thí sinh. Thì sở cũng sẽ tổ chức kỳ thi thử đối với học sinh khối lớp 12, tổ chức hội thảo tập huấn cho đội ngũ giáo viên tham gia ôn thi kỳ thi trung học phổ thông năm 2020. Thời gian tới thì sở cũng sẽ tham mưu cho tỉnh thành lập cái ban chỉ đạo thi cấp tỉnh trung học phổ thông năm 2020 và thành lập hội đồng thi tốt nghiệp, rồi là ban hành cái chỉ thị về cái kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, rồi cái kế hoạch thi đấy. Năm học này là một năm học khó khăn với ngành giáo dục nói chung và học sinh lớp 12 nói riêng. Mỗi giáo viên, học sinh đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tổ chức dạy và học. Thời gian tới, các trường cần tổ chức ôn luyện tốt cho học sinh, tư vấn hướng dẫn các em đăng ký bài thi tự chọn theo tổ hợp, đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin về việc tuyển sinh riêng của các trường đại học để chuẩn bị tâm thế chủ động, vững vàng nhất trước kỳ thi quan trọng sắp tới. Hy vọng rằng với nỗ lực của thầy và trò các nhà trường, các em học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 với tâm lý tự tin và đạt kết quả cao nhất. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.